Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn villa phố diện tích to, ngang 6 sâu vào 11 mét, thiết kế một trệt 3 lầu tọa lạc tại trục đường chính Hà Huy Giáp ngay chân cầu vượt ngã tư ga, và giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng một tí xíu thôi. Hướng nhà sẽ là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà phố xây theo phong cách hiện đại, sẽ có một phòng ngủ master và hai phòng ngủ nhỏ. Chúng ta có 3 phòng nha, 3 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng giặt phơi đồ. Với hướng đông bắc Tây Tứ Trạch, giá giao bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng một tí xíu thôi. Nhà xây theo phong cách hiện đại và trang trí rất là đẹp, tặng full nội thất lên tới 5-600 triệu đồng. Sẽ có một lớp cổng, sau này thì làm thêm lớp cổng sắt bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm sim pha 4 cánh và rèm cửa đầy đủ hết rồi. Đường trước nhà là con đường rộng 5m, đường thông, con hẻm sát đường chính thuộc trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, nằm ngay chân cầu vượt ngã tư ga, cách trục đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp khoảng tầm 700-800m thôi. Một căn nhà xây rất là đẹp, hướng đông bắc Tây Tứ Trạch, mẫu mới hiện đại, sang trọng, trẻ trung và bố trí rất đẹp, rất sang luôn. Hẻm thông nha mọi người. Với giá bán siêu rẻ chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Nhà mình thì xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng nha. Cực kỳ đẹp nha quý vị. Mặt tiền phong cách hiện đại, sang trọng, trẻ trung và cực kỳ đẹp, cực kỳ là bắt mắt luôn. Mẫu hiện đại được ốp nhựa phía dưới đá ban công, trang trí đèn đuốc và lan can là inox đen, kính cường lực dày 10 ly. Phong cách hiện đại rất là đẹp, rất là xinh rồi. Và giá rẻ chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Bên ngoài khoảng sân này thì được tầm 1m và có trồng cây xanh. Sau này sẽ làm thêm lớp cổng sắt phía ngoài nha. Đấy, bên trong có cửa nhôm sim pha 4 cánh. Và ở dưới thì sẽ được ốp sàn gạch khổ lớn, gạch 1m2 và 60 gạch Ấn Độ, màu xám trắng. Tặng lại hai cái tivi 65 inch này, dưới phòng khách một cái và trên phòng ngủ master một cái. Trên thì bố trí đèn LED thạch cao, một cái quạt trần. Và dưới thì tặng lại sofa, máy lạnh, tủ lạnh hai cánh. Phù nội thất lên tới 500 triệu đồng, giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu thôi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em villa phố biệt thự mini xây cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, đẳng cấp này, cứ gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng nha. Bên này sẽ được ốp tấm than tre, xây dựng quá là đẹp, quá là sang luôn rồi, chỉ chờ quý anh chị cô bác đến mua thôi. Nhà nằm ngay chân cầu vượt ngã tư ga, sát bên với trục đường Nguyễn Anh Gò Vấp, cách đường Nguyễn Anh Gò Vấp khoảng tầm 700-800m thôi. Xây phong cách hiện đại quá đẹp, quá sang luôn nhà quý vị. Đấy, ngang to rộng lên tới 6m, sâu 11m nha anh chị. Nhà quá đẹp luôn, còn villa phố xây diện tích quá đẹp, quá xuất sắc. Trong này thì chúng ta được tặng lại bàn ăn 4 ghế, tặng tủ lạnh Samsung 2 cánh, dàn tủ bếp của An Cường đóng tới nóc, có bếp điện từ, máy hút mùi, cầu thang thì đứng áp sát tường. Đúc rộng 90, tay vịn gỗ hò đỏ, lan can là sắt đặc sơn màu nâu, ốp đá hoa cương sa mạc. Trong này thì anh chị có nhà vệ sinh, bồn dưới mặt gương LED đưa về trong cùng. Căn nhà bố trí quá đẹp rồi, một trệt và 3 lầu, có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master và 3 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng phía trước, giặt phơi đồ. Đấy, căn villa biệt thự ngang 6 dài 11m, quá đẹp, quá đẳng cấp luôn nhà quý vị. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà đẹp này, gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng nha. Giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Xây rất là đỉnh luôn nha mọi người. Mẫu hiện đại, trẻ trung và sang trọng. Hẻm 5m, hẻm thông, xe hơi, xe tải. Đến cửa nhà vô tư. Di chuyển lên không gian lầu 1 sẽ đến với phòng ngủ master. Nhà thì bố trí nội thất khá là nhiều luôn nha mọi người. Phòng master trên đây thì chúng ta có thêm cái tivi 65 inch nữa, kệ tivi, bàn trang điểm, giường đệm 2m2, ở dưới thì được ốp sàn gạch 1m260 gạch Ấn Độ màu xám trắng nha. Tường thì được trang trí ốp tấm than tre và bố trí thạch cao đèn LED. Đây, có ban công phía trước đúc ra tầm 80 phân, cửa lùa hai cánh và trồng cây xanh ra phía ngoài. Máy lạnh Capper 2 ngựa. Phòng rất là rộng luôn. Phòng to khổng lồ, phòng tới 50m2 nha anh chị. Nếu gia đình nào ở đông anh chị có thể để hai giường ở đây ngủ cũng được. Cả nhà quá đẹp, quá sang nha. Đấy, có trồng tùng trúc ra phía ngoài này, lan can là inox đen và kính cường lực dày 10 ly. Căn nhà siêu phẩm nha, giường đệm 2m2. Đây có một cái tủ thay đồ này, tủ quần áo thay đồ đưa về sau. Bên này gương LED, bồn rửa mặt
và tắm bồn cầu phía trong có quạt hút nha. Nhà bố trí vô cùng sang, đẳng cấp xịn sò rồi. Anh chị có bác nào quan tâm đến em nhà đẹp đây, trực tiếp gọi ngay về tại Bá Hưng nha. Chúng ta xem video thì chỉ nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và thả like. Có nhận xét gì về căn villa biệt thự xây phong cách hiện đại quá đẹp này, hãy gọi ngay. Hãy bình luận xuống dưới video và gọi ngay cho Bá Hưng nha. Lầu 2 sẽ là phòng số 2 và số 3. Trên đây thì cũng được ốp sàn gạch 1m260, giường nệm máy lạnh đầy đủ hết rồi. Giường 1m6 kèm với nệm tủ quần áo kệ tivi, máy lạnh, ban công phía ngoài. Cửa nhôm xin pha, rèm cửa đầy đủ hết luôn. Nhà thiết kế quá đẹp, quá xinh rồi. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu em nhà đẹp này, bốc máy gọi ngay về tới em Hưng nha. Chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Đây thì có sẽ sảnh chờ ở giữa này. Chờ này chúng ta thoải mái làm khu vực đọc sách, phòng làm việc được nha. Trên này thì toilet chung. Đấy, toilet có vách kính đầy đủ hết luôn. Trang trí quá đẹp, quá sang. Phòng ngủ số 3 bên này cũng đã được bố trí nội thất full hết rồi. Khi anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Hướng nhà sẽ là hướng Đông Bắc, Tây Tứ Trạch nha. Nội thất khá là đẹp, nhà bố trí cực kỳ sang, mẫu mới hiện đại. Kiến trúc sư thiết kế quá đẹp luôn. Di chuyển lên trên lầu 3 sẽ là phòng thờ, phòng giặt đồ và sân thượng. Chúng ta phơi đồ trồng cây. Nhà này được cái sân thượng rất là rộng luôn. Đấy, sân thượng to tướng, chủ nhà đang để trống nha, chưa làm mái gì cả. Ốp gạch sạch sẽ rồi. Có trồng cây xanh, đếm hai cái bộ bàn ghế trên này. Phía sau này thì sau này anh chị làm mái và làm phòng thờ lên nha. Làm mái bắn thạch cao là phòng thờ khu vực đây. Để đường ống máy giặt ở đây luôn. Trên có bình nước và máy nước nóng, lượng mặt trời rồi. Nhà rất là rộng, sân thượng này thoải mái phơi đồ, trồng cây. To tướng khổng lồ luôn. Đấy, quá đẹp luôn nhà chị. Một căn nhà bố trí cực kỳ chill, cực kỳ bắt mắt với giá chỉ có 5 tỷ 9 thôi. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.